Dạ rồi, em Tuyết xin mến chào anh chị nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Seru và phun thuốc hàng Nhật bãi của em Tuyết ha. Thì tiếp tục hôm nay em Tuyết quay con Seru này cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Con này là cabin ha, hai cầu bốn bánh. Cabin nói chung con này là zin toàn bộ luôn nha anh chị nha. Một con xe rất là đẹp ha. Thì con này đầu năm thì em Tuyết sẽ bán giảm giá cho anh chị mình ha. Và giảm 50% nha, 50% giá trị của con xe rùa. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ xem hết video nha, em sẽ báo giá trong video ha. Rồi em sẽ vô chi tiết nữa nha. Nói chung con này kính cửa, màu sơn, nói chung từ A đến Z là rin toàn bộ đúng không ha. Đó, em bao kèn đèn là ok, hoạt động hết nha anh chị nha. Nói chung con này rất là chắc luôn ha. Đó, bốn bánh thì rất là cao, bự. Đó, gương chiếu hậu đó là bài bản ok, đầy đủ hết ha. Mở cửa ra cửa vô, mới ken luôn nha anh chị nha. Hai cầu nữa thì nó chạy khá là ok luôn ha. Đó, con này lái vô lăng chạy lực ha. Đó, vô lăng chạy lực nha. Đó, nó có hai ống dầu dưới nè anh chị nha. Ở bên này là côn, bên kia là thắng ha, còn bên kia là ga chân. Đó, hoạt động ok từ A đến Z hết nha. Con này zin toàn bộ ha. Số con này là 2 tiếng 4 tiếng hai lùi ha. Đó, 4 tiếng hai lùi. Cái này là gài cầu nè. Một cầu hai cầu ha. Cái này là thắng tay, con này là ben. Đó, những con này rất là dễ sử dụng ha. Về anh chị có thể thiết kế một cái ghế ngồi chỗ này nữa ha, để mình chở vợ con mình đi cũng rất là ok luôn. Ví dụ trời mưa trời đồ thì mình có thể kéo kính này lại nha. Đó, kéo kính này lại thì nó không có bị tạt mưa ha. Về phần lớp thì lớp con này khá là ok luôn. Lớp ra gai còn rất là cao ha. Đó, mâm thì trắng tinh, nhưng mà lớp nhật bãi thì nó hơi có răng nứt nhanh vậy nha. Đó, em Tuyết cũng nói rõ trong video để anh chị mình xem cho kỹ ha, chứ không để lúc nhận hàng thì anh chị mình nói là thế này thế kia nữa. Con này đi lớp 22 nhân 8.5 trừ 12, lớp khá là to ok luôn anh chị. Đó, lớp nhật bãi thì nó có hơi răng nứt chút đỉnh ha. Về phần sườn con này thì không chê được chỗ nào nha anh chị nha. Nói chung con này rất là đẹp luôn. Sườn nước sơn xám còn nguyên zin luôn ha. Con này đi động cơ xăng Kubota OHV 9 ngựa rưỡi ha. Đây. GH280 9 ngựa rưỡi nha anh chị nha. Đó. Máy này là máy xéo ha, chạy khá là bền luôn. Những con này anh chị mình về xài sử dụng một thời gian máy móc chán rồi thì mình có thể thay máy dầu vô cũng ngon, rất là ok luôn nha. Thùng xăng bình thì em bỏ bên này vô cho anh chị mình ha. Về phần hộp số thì khô ráo nha anh chị nha. Đó, rất là khô ráo ha, không có xì nhớt xì gì đâu ha. Nên anh chị mình mua những con này về thì mình chỉ việc xài và sử dụng thôi nha, chứ không có cần phải chỉnh sửa gì về hết đó ha. Ti ben thì bóng loáng nha. Thùng thì nước xanh, sơn xanh, còn nói chung rất là đẹp luôn. Con này thì không chê được chỗ nào ha. Đó, bốn cái lớp là nó đi bằng nhau luôn. 22 nhân 8.5 trừ 12. Bánh rất là đẹp. Thùng con này ngang 1m1, dài 1m8 nha anh chị nha. Đó, ngang 1m1, dài 1m8. Cái phần thùng này nó hơi dâm là vì lý do là để lâu nước nó đọng thì nó hơi dâm thôi nha anh chị nha, chứ nó không hề mục lũng đâu ha. Nói chung con này rất là đẹp, liền lạc luôn. Đó. Đây, bốn cái bánh như nhau rất là đẹp luôn. Sườn gầm thì bóng loáng ha. Đó, rất là đẹp nha. Ghế thì zin ha, ghế zin thì mình ngồi mình xài nó vừa êm và rất là bền. Đó, gương chiếu hậu đồ bài bản ha. Con này giá em bán tại cửa hàng là 55 triệu nha. Đầu năm mới thì em Tuyết bớt cho anh chị mình 5% giá trị của con xe rùa. Anh chị nào đang quan tâm mà cần những cái dòng này thì chốt ủng hộ em Tuyết nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại em là 0835 585879. Em ship toàn quốc luôn nha. Anh chị mình ở gần thì cứ đến trực tiếp xem xe, còn anh chị mình ở xa thì em ship toàn quốc luôn ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị mình xem nha.
máy móc thì em tuyết là bao hoạt động ok, êm ru luôn nha anh chị nha. Những con này mình có thể mua về chở nông sản ha, chở trái cây. Mình có thể mua về chở trái cây ha, phân bón, nói chung chở vật liệu cái gì mình chở được ha anh chị ha. Con này tải trọng nó là 500 kg mà mình chở 700-800 kg ha. Đó thì khá là ok luôn. Và đặc biệt những cái con này thì nó hai cầu thì mình đi có thể đi vô vườn chở trái cây đồ thì rất là ngon ha. Rồi anh chị nào quan tâm mình liên hệ số điện thoại em Tuyết nha. Rồi mến chào, hẹn gặp anh chị và mình ở cái video tiếp theo ha.